chào tất cả mọi người. Con là Xuân Lộc đây. Con là mẹ của con của mẹ Thúy đây. À, mời cả nhà. Mời cả nhà uống ly dịp lục với con nha. Giận hoài. Rồi quậy lên uống đi. Rồi được rồi, uống đi. Uống đi. Uống lên, cầm lên uống đi. Giỏi quá, Xuân Lộc giỏi không? Mọi người thấy Xuân Lộc giỏi không? Vỗ tay cho Xuân Lộc nha. Xuân Lộc uống dịp lục ly xin này. Mày nhẹ con rồi hút. Để giúp tăng sức đề kháng, chống táo bón và ốm vặt. Chị em nào mà có con nhỏ bị táo bón kiến ăn thì hay ốm vặt thì uống dịch lục phi sinh này với bác Xuân Lộc nha. Xuân Lộc uống đi. Đây, bé Xuân Lộc mới 18 tháng tuổi đây. Đây. Chưa ngon không con? Ngon không gật đầu? Ngon gật đầu, đổ đổ. Yeah.